ánh nắng tập trung vào chỗ này, mấy con virus tuổi gì ăn mình đi đái phát. Khử trùng trước khi đái. Mày virus. Bô khác thế nhỉ? Ơ thôi thôi thôi. Tôi xong rồi. Để thằng nào trộm bô nhanh như ăn cướp thì vừa đái phát xong mất quả bô. Đúng rồi chứ. Quả đái là hết đắt tiền đấy. Tầm này là chỉ có ông Tài mới giúp được mình á. Nó thằng nào trộm như ăn cướp, trộm nhanh thế. Anh Tài ơi, anh đến giúp em phát. Vừa đứng đá tí xong quay ra thằng nào nhảy mất bồ của em. Thế buồn cười. Vâng, em đang ở đường Hải Phòng, chỗ ngã rẽ thứ 3 nhá. Vậy anh tới luôn gì? Vâng, em chờ anh luôn. Đừng đóng cửa, nội bất xâm ngoại bất nhập. Em mở cửa. Khẩu trang, đeo khẩu trang vào. Để em khử trùng con ô tô của anh đó. Thu được chưa? Đưa, đóng cửa. Đóng cửa đấy. Mày làm trò gì á? Có khử trùng đấy. Virus corona vậy. Xe đâu? Kìa. Phải ra tao luôn nhá. Vâng. Anh ngay khử trùng chứ. Mày khử trùng cả người tao hả? Vâng. Mày khử đấy. Ông nhiêu sự vãi ra. Ui dồi. Vâng. Anh em ra xử lý xe đấy. Anh nhìn thằng nào chơi em đóng không? Nó trộm đúng quả bô ngon của em. Mày không lắp đai bô đúng không? Em có lắp đâu. Ủa thế thì mất là đúng rồi, cái đấy chỉ rút ra phải lắp đai bô mới chắc chứ. Có đâu có cổ rồi đánh lấy bô. Vâng, anh cầm bô sẵn bô rồi gì? Sẵn luôn rồi. Bô nào ăn cược giữa ban ngày nữa. Ok, đút là xong đúng không? Lổ thử ra. Ok, để anh chế chú cái bát nhá. Anh chế luôn nữa? Chế luôn đúng ngay. Thế thì tốt quá anh ạ. Ôi, đẹp đẹp đấy. Thế giờ tổng thiệt hại phải đi đái của em ấy bao nhiêu anh? 2,5 triệu. Mà có bình thường. Thường thôi, gì đâu. Mày động tí hữu xịt. Ôi, tiền thì tiêu toàn cả. Vào đi tiền này à? Thế kìa 21 rồi nó phải chất như này anh ạ. Rồi. Thanh niên như này mới có vợ anh. Rồi, ok. Thế giờ anh muốn lấy mấy cái khẩu trang? Tiền đâu? Tiền thì em không có, chỗ em nó quy hết cả khẩu trang rồi. Ôi giời ơi. Cái này là 500 nghìn này. Cái này 2 triệu. Vạn đen đặc biệt. Dành cho những người đầu gấu 5 triệu. Thế cái cơ... Thế thì... Đùa như mày chơi anh à? Thế cái anh cái khẩu trang đen này bây giờ phải giả lại mày 2,5 triệu à? Chứ bằng gì thế anh?
Ê, mình tính anh. Tóm lại là đỏ tiền mất đấy, đả khẩu trang. Thôi, anh đưa em số tài khoản em chuyển đây ạ. Mấy tin tao báo bộ y tế xích mày nào. Ê anh ơi, em còn vợ con ở nhà, chưa có muốn đi tù đâu. Anh chuyển khoản đi. Anh đợi anh chuyển khoản đi. Rồi. Chuyển luôn. Đấy, tao bấm cho. Ok. Mày cất ngay cái đi khẩu trang đi, báo bộ y tế xích mày lại này. Em cất luôn đi. Này đắt, giờ đắt hơn thịt lợn đấy. Quý lắm. Thôi anh về nhá, xong rồi anh về nhá. Từ từ anh. Thế nào? Bô thì sửa xong rồi. Em có một nguyện vọng cao cả như thế này anh ạ. Em nói đi. Anh á. Anh em mình thở ra không khí đúng không? Ừ. Cái xe này còn nó có thở ra được 10 lần không khí như anh em mình cơ. Công nhận. Vâng. Thế là em virus trong xe này nó nhiều lắm anh ạ. Em virus trong xe á? Đấy. À đúng rồi, con Benny này từ Trung Quốc sang. Chứ còn gì nữa. Con anh... Benny này từ Trung Quốc sang anh nghi là con này dính virus. Nên là anh thiết kế cho anh bịt mồm nó lại nha. Bịt mồm lại. Vâng. Bịt bằng cái gì? Khẩu trang à? Thích khẩu trang chứ còn gì nữa. Đó khẩu trang đây, anh có sẵn virus đây. Khẩu trang thì nhà em có nhiều lắm. Rồi đó. Mày bịt vào đi để không bịt nó để anh thít thôi. Bịt vào. Nhưng nói trước nha, nó bí lắm đấy, nó chết máy đấy. Anh cứ phải lo bỏ tránh răng. Được rồi. Ui giời, thế này mà an toàn không? Một chất quá. Em vừa đi vừa lo thăm sóc anh ạ. Đây. Cài được không? Cài được ạ. Ừ được. Ngon quá thì phải chế. Được rồi, ok. Ui giời ơi, này phải an toàn không? Được rồi, thử anh em xem thử nào, xong bì lắm không? Yếu nào không nhuận, anh cứ đeo cho em hào hết dịch thì em tháo ra. Thôi, ok, thôi anh về nhá. Vâng. Có gì báo anh nhá. Vâng, anh sợ chết máy ra đường lắm. Không chết được đâu, chết em lại gọi anh cứu hộ ấy. Sao? Ok, thôi chú đi. Vâng. Ô, anh ta. Em sao? Chết máy rồi anh. Úi giời ơi, tôi đã bảo rồi. Nó bí lắm, đi làm sao được. Thế là xử lý thế nào anh? Tháo cái mồm nó ra mà đi còn gì nữa. Mồm ra sợ virus. Đi cái mồm mày, tháo ra đi. Vâng, thế anh về nhá.